Mời các bạn cùng nghe chuyện Sơn Hái Trầm của tác giả Mạc Thư Bạch, chương 128. Tin tức Sở Lâm Dương và Tống Thế Lan làm phản gần như là cùng nhau đến. Lúc nhận được tin tức, Sở Du có chút kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Sở Lâm Dương sẽ không đếm xỉa gì đến chuyện này, lại không nghĩ rằng lần này Sở Lâm Dương lại làm phản theo. Nàng nhận được tin liền đi tìm Vệ Uẩn. Vệ Uẩn đang xem bàn cát cùng Tần Thời Nguyệt thương lượng về chuyện bố trí canh phòng. Bây giờ Triệu Nguyệt muốn đánh tới Vệ Uẩn thì tất nhiên sẽ bắt đầu từ Hoài Thành, cho nên Vệ Uẩn đã sớm mang theo đám người Sở Du và Tần Thời Nguyệt tới Hoài Thành chuẩn bị. Lúc Sở Du đi vào, Vệ Uẩn và Tần Thời Nguyệt nghe được động tĩnh thì đồng thời ngẩng đầu lên. Trông thấy thư tín trong tay Sở Du, Tần Thời Nguyệt khom người nói: "Mặt tướng đi ra ngoài trước." Vệ Uẩn gật đầu rồi nhìn về phía Sở Du nói: "Sao vậy?" "Huynh trưởng ta làm phản rồi." Vệ Uẩn đáp lời: "Ta đã biết, chàng đã sớm biết. Lúc huynh ấy đi đã để lộ ý này với ta. Nhưng đại tẩu và mẫu thân ta?" Sở Du có chút do dự, Vệ Uẩn bưng trà cho nàng: "Làm thông giọng trước đã." Sở Du bưng trà uống, nghe Vệ Uẩn tiếp tục nói: "Bây giờ Tạ gia đã chia thành hai phái, Tạ thái phó mang người rời khỏi Tạ gia, trong đó bao gồm người trong họ của đại tẩu và mẫu thân nàng và người trong họ của ngũ tổ. Sau khi Tạ Cửu trở về Tạ gia thì đã tái giá một lần, một năm trước Hoàn Ly quay về Tạ gia, sau đó để tóc tu hành mà đi vào đạo quán. Vệ Uẩn còn gọi nàng ta là ngũ tổ, có lẽ là còn nhớ tình nghĩa đã qua." Sở Du lấy lại tinh thần, hồi lâu sau nàng nhíu mày: "Tạ gia cố chấp với huyết mạch hoàng thất như vậy?" "Tạ thượng thư cống hiến cho Triệu thị cả một đời, dù cho Triệu Nguyệt lâm vào hoàn cảnh khó khăn, lúc Lý thị chăm sóc ông ta vẫn không quên ủng hộ Triệu Nguyệt. Nàng cảm thấy thế nào?" Huyết thống đối với rất nhiều người trong thiên hạ này mà nói là rất quan trọng. Sở Du thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Trận này thật sự phải đánh." "Không phải là ta muốn đánh." Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Đại quân của Triệu Nguyệt chẳng mấy chốc nữa là đến rồi." Bởi vì dự đoán được hành động của Triệu Nguyệt, Vệ Uẩn đã làm xong tất cả các công tác chuẩn bị. Nhưng mà mọi thứ thực sự tới rất bất ngờ. Quân đội tiên phong của Triệu Nguyệt công thành vào nửa đêm. Trong đêm Sở Du chỉ nghe thấy tiếng chém giết. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt to. Vệ Uẩn đè nàng lại, cúi đầu hôn trắng nàng một cái rồi nói: "Ngủ tiếp, bình minh sẽ đến." Nói xong, Sở Du liền cảm thấy người bên cạnh đứng dậy rút kiếm ra ngoài. Lúc đi ra ngoài còn cố gắng thả nhẹ động tác, giống như là sợ đánh thức nàng. Sở Du nghe tiếng chém giết bên ngoài, nghe đến dáng vẻ của Vệ Uẩn, có lẽ là chàng có sự tự tin nên mới dám nói như vậy với nàng. Nàng vẫn còn cảm thấy có chút buồn ngủ, liền dứt khoát nằm xuống, ngủ một giấc đến hừng đông. Chờ tới sáng ngày hôm sau khi nàng thức dậy, bên ngoài ngược lại không có tin tức gì. Vãn Nguyệt mặc quần áo cho Sở Du, Trường Nguyệt ở một bên bưng chậu nước. Sở Du có chút khó hiểu nói: "Sao bên ngoài không có tiếng gì nữa, đánh xong rồi?" "Chưa đâu." Trường Nguyệt cười nói: "Bọn chúng công thành lúc nửa đêm đều không có tiến triển gì, bây giờ đang ở bên ngoài khiêu chiến, muốn để vương gia ra ngoài nghênh địch đấy." "Ồ." Sở Du cười lên: "Cái này là có ý gì?" "Có điều, nghe nói đối phương mắng khó nghe. Nô tỳ nghe vệ hạ nói, còn mắng nữa thì sợ là vương gia sẽ thật sự ra ngoài thành nghênh chiến." "Hửm." Lần này Sở Du hơi kinh ngạc, với tính ổn định của Vệ Uẩn thì có thể bị chửi đến mức xuất chiến. Sở Du nhíu mày: "Bọn chúng mắng cái gì?" Vãn Nguyệt trừng Trường Nguyệt một cái, trên mặt Trường Nguyệt để lộ ra một chút xấu hổ. Nàng ấy quay đầu nói: "Chính là rất khó nghe." Sở Du không lên tiếng, nàng để Vãn Nguyệt thắt đai lưng xong thì mang theo kiếm đi về phía thành lâu. Vừa ra ngoài, nàng trông thấy Ngụy Thanh Bình trong tay ôm đàn, kiếm dắt bên hông. Nàng hơi kinh ngạc, cung kính nói: "Sao quận chúa lại ở đây?" "Bây giờ bọn họ đã lên chiến trường." Ngụy Thanh Bình nói đến mức có chút xấu hổ, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Ta đi trợ uy cho bọn họ." Nói là bọn họ, nhưng Sở Du lại biết quan trọng nhất chỉ có một mình Tần Thời Nguyệt kia mà thôi. Nàng không có vạch trần lời nói của Ngụy Thanh Bình, chỉ nói: "Vậy ta đi cùng với quận chúa." Hai người bọn họ tán gẫu đi tới thành lầu. Sở Du vừa mới xuất hiện, bình sĩ nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo chút vẻ khác thường. Vẻ mặt Sở Du bình tĩnh, nàng đi thẳng đến cổng thành. Đi được một nửa đã bị vệ hạ vội vàng chạy xuống ngăn lại: "Đại phu nhân, sao người lại tới đây?" "Ta không thể tới." Sở Du bình tĩnh cười, trong lòng vệ hạ căng lên, khó nhọc nói: "Bây giờ chiến sự đã ngừng, vương gia bảo người nên nghỉ ngơi, người không cần." "Tránh ra." Giọng nói Sở Du bình thản, vệ hạ ngẩn người. Sở Du nâng mí mắt lên: "Bọn chúng có thể mắng cái gì, ta đều đoán được, đừng để ta nói lần thứ hai."
Lời vừa nói ra, Vệ Hạ là người thức thời, nhắm mắt rụt đầu tránh đi. Sở Dù dẫn Ngụy Thanh Bình nhấc váy đi lên thành lâu, mới vừa đi tới trên cổng thành đã nghe thấy người phía dưới hô hào mắng: "Vệ Uẩn, đáng tiếc là xấu tẩu tẩu của ngươi đều không ở lại, nếu không thì ngươi hưởng phúc rồi. Có điều bây giờ cũng không tệ nha, bây giờ giữ lại hai người, nghe nói Sở Dù kia vẫn còn non đấy. Đêm tân hôn buông xuống, ca ca người liền chết, ngươi cũng coi như là giúp ca ca người việc lớn rồi." "Đúng vậy đó." Một đại tướng cưỡi ngựa ở trước trận khác phụ họa: "Năm đó ta từng gặp Sở Du này, dáng người đầy đặn, dung mạo diễm lệ, chắc hẳn là cùng tiểu thúc nàng ta hàng đêm vui vẻ, rất ướt át nha. Người xem Vệ Hầu gia nãy giờ không nói gì, có phải là ngầm thừa nhận rồi không?" Lời này vừa ra, đám người cười to một trận. Ngụy Thanh Bình nhíu mày, lạnh lùng nói ra một câu: "Bẩn." Mà tướng sĩ đứng trên thành lầu đều siết chặt vũ khí trong tay. Vệ Thu có chút không nhịn được nói: "Vương gia, mặt tướng xin chiến." Vệ Uẩn không nói lời nào, bàn tay thu trong tay áo của chàng nắm thành quả đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tình thế trên chiến trường, bình tĩnh nói: "Không cho phép." Phía dưới vẫn là lời nói ô uế, Sở Du và Ngụy Thanh Bình đi đến trước mặt Vệ Uẩn, bên cạnh đều là tiếng hành lễ cung kính. Vệ Uẩn ngẩng đầu lên, trông thấy hai nữ tử, chàng kiềm chế tâm tình nói: "Các nàng đi về trước đi." "Ta về làm gì?" Sở Du cười khẽ. Vệ Uẩn rõ ràng đã mang theo lửa giận, chàng siết quả đấm nói: "Chờ lát nữa Thẩm Hữu tới, ta làm thịt những người này." "Vương gia không cần phải nổi giận." Sở Dù giơ tay lên, quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại hướng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh: "Mặt tướng xin chiến." Vệ Uẩn không lên tiếng, phía dưới càng mắng càng khó nghe. Sở Dù bình tĩnh nói: "Chỉ là giao đấu mấy hiệp với tướng quan kia, vương gia không cần phải lo lắng." Vệ Uẩn lặng lặng nhìn nàng, vẻ mặt nàng thản nhiên thong dong, dường như bên dưới không làm ảnh hưởng đến nàng chút nào. Trong lòng Vệ Uẩn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau một hồi, chàng rốt cuộc nói: "Đợi thêm một khắc nữa." Nói xong, chàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước: "Đợi thêm một khắc đồng hồ, có lẽ Thẩm Hữu sẽ đến thôi." Sở Dù gật đầu, nàng đi bên cạnh Vệ Uẩn. Nàng vừa xuất hiện, phía dưới càng ồn ào hơn. Một khắc trôi qua rất nhanh, Vệ Uẩn đột nhiên đứng dậy rồi đi xuống dưới. Sở Dù ngẩn người, sau đó sốt ruột đi theo phía sau nói: "Vương gia, ta tự tay đi làm thịt bọn chúng." Vệ Uẩn vội vã đi xuống cầu thang. Sở Dù kéo chàng lại, buồn cười nói: "Thân phận chàng bây giờ còn chấp nhặt với bọn chúng, chàng còn phải chỉ huy lại quân ở trên hành lâu mà nhìn, để ta đi." "Nhưng mà..." "Ta đi." Sở Dù nâng cao giọng giải quyết dứt khoát. Ngụy Thành Bình bình tĩnh nói: "Ta cũng đi." Vệ Uẩn mím môi rốt cuộc nói: "Thời Nguyệt, đi theo." Nói xong chàng quay người đi lên thành lâu, trở lại vị trí cũ. Chờ được một lúc, cửa thành chậm rãi mở ra. Vệ Uẩn trông thấy hai nữ tử áo trắng cưỡi ngựa song song đi ra. Tình hình trong nháy mắt sôi trào lên. Triệu Quân cười to: "Để hai nữ nhân tới, quân của Vệ gia không còn người nữa sao?" "Nếu như nữ nhân cũng không đánh lại." Ngụy Thành Bình lạnh giọng nói: "Sợ rằng các ngươi mới là người mất mặt." "Khẩu khí thật là lớn." Người cầm đầu cả giận nói: "Lại xưng tên ra. Vệ thị Sở Du, Ngụy thị Thanh Bình, nghênh chiến." Đang nói chuyện, hai người cưỡi ngựa lao đi, rút kiếm ra, hiện lên xu thế bao vây, vọt thẳng về phía ba vị đại tướng lên tiếng ở giữa. Ba vị đại tướng kia có một người xách đao, một người cầm chùy, một người cầm trường thương uy phong lẫm liệt. Thấy hai nữ tử đến từ hai bên, bọn họ hét lớn rồi vọt tới. Hai người trong số đó tấn công về phía Sở Du, một người khác đâm về phía Ngụy Thanh Bình. Tần Thời Nguyệt lặng lặng ở một bên mà nhìn, chờ đợi ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng mà hai nữ tử kia lấy hai chọi ba, lại không bị rớt lại một chút nào. Ngụy Thanh Bình và Sở Du đều đi đường nhẹ nhàng linh hoạt, đánh hài hiệp, ngay cả góc áo của các nàng đối phương cũng không chạm vào được. Vệ Uẩn ở chỗ cao lặng lặng nhìn, Vệ Hạ có chút nóng nảy trách cứ: "Tần tướng quân này có chuyện gì vậy, chỉ nhìn bọn họ đánh còn không ra tay?" "Không cần." Vệ Uẩn bình tĩnh mở miệng. Vệ Hạ quay đầu hơi có chút oán giận nói: "Vương gia, đại phu nhân là Thân Thiên Kim, nếu như bị những tên lỗ mãng này làm tổn thương tới, đến lúc đó người đau lòng còn không phải là người." Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn liếc mắt nhìn Vệ Hạ một cái: "Người cũng quá xem thường nàng rồi." Đang lúc nói chuyện, tất cả mọi người liền nghe Sở Dù hét lớn một tiếng, đột nhiên phản công, chợt bổ ngang với phía nam nhân xách đao kia. Một kiếm của nàng có xu thế cực mạnh mẽ, như Thái Sơn nghiêng xuống, làm cho bàn tay cầm đao của đại hán kia trong nháy mắt run lên. Nhưng mà Sở Dù không ngừng lại, trường kiếm trong tay nàng mạnh mẽ như sấm, vừa hung ác vừa nhanh, mà Ngụy Thanh Bình cũng đồng thời gia nhập vào. Kiếm của Sở Dù chém tàn nhẫn,
kiếm của Ngụy Thanh Bình thì vừa nhanh vừa luồn vào. Mà những đại hán này vốn mang vũ khí hạng nặng, vừa bắt đầu mấy hiệp đã tiêu hao thể lực, bây giờ nào có chịu được sự giày vò như vậy. Tới lui chưa đầy 30 chiêu thì nghe thấy tiếng hét to vang lên trên trận. Lại là Sở Du dùng một nhát chém xuống đầu của đại tướng cầm đao. Nàng chợt vung một cái, vững vàng rơi trên ngựa của mình. Máu tươi bắn lên mặt Sở Du, áo trắng của nữ tử bay phần phật trên chiến trường, giống như cánh bướm nhảy múa, giống như chim hạc bay lên. Bên trong sự ưu nhã nhiễm thêm một chút màu máu, người nhìn thấy mà cảm xúc trào dâng. Vệ Uẩn không tự chủ được mà đứng dậy, tay vịn vào bên cạnh tường thành, nhìn vẻ mặt nữ tử kia đường hoàng, mắt sắc như dao, một cái ngửa đầu, một cái cong mày đều mang theo sự hấp dẫn làm lòng người chấn động. Đại hán cuối cùng ngã xuống, mũi chân Sở Du điểm một cái, cùng Ngụy Thanh Bình một trước một sau quay về trên ngựa. Còn có vị anh hùng nào? Sở Du rút kiếm đứng trên ngựa, đưa tay lau máu trên mặt, nàng nâng cao giọng. Dám cùng Sở Du chiến một trận? Vừa dứt lời, nhiệt huyết của tất cả tướng sĩ trong vệ quân sôi trào. Bọn họ theo sau lưng, giơ vũ khí trong tay lên, cùng nhau hô to. Chiến, chiến, chiến! Sở Du ở dưới ánh nắng chói chang, nhìn ngàn người vạn quân này, cảm thấy gió cuốn tinh lực mà đến. Trong ánh nắng ban trưa bốc lên mùi ngai ngái. Nàng quay đầu, nhìn Ngụy Thanh Bình với vẻ mặt bình tĩnh. Nàng không nhịn được mà cười. Muội biết không? Giọng nói của nàng không lớn, Ngụy Thanh Bình lại nghe thấy rất rõ ràng. 5 năm trước, lúc ta thủ ở Phượng Lăng, bên người thường mang theo một vò rượu. Vò rượu mạnh rửa kiếm, không thể thích hợp hơn. Ngụy Thanh Bình nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi chân thành nói. Không mang theo rượu, đáng tiếc. Sở Du cao giọng cười ra tiếng. Lúc này một giọng nói từ phía trước truyền đến, bình tĩnh lại lạnh lùng. Tả tiên phong Thẩm Hữu đến đây muốn xin Sở đại phu nhân chỉ bảo. Giọng nói của Sở Du im bặt đi, nàng quay đầu trông lại, trông thấy khuôn mặt đan xen giữa người Bắc Địch và người Đại Sở. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm tướng quân, ta đợi ngài, đã đợi rất lâu rồi. Chương 129. Nghe thấy lời này, Thẩm Hữu nâng mi mắt lên. Hắn ta không nói hai lời, mang theo đại đao, cưỡi ngựa lao đi. Sở Du cầm kiếm xông về phía Thẩm Hữu, đao kiếm giao nhau. Sở Du cảm thấy sức lực của đối phương vô cùng thô bạo, chỉ là chợt đánh một kích đã khiến nàng cảm thấy hai tay phát run. Ngựa khí vang lên, Sở Du cười ra tiếng. Thẩm Hữu, người đồ bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu này, võ nghệ ngược lại cũng không tồi. Thẩm Hữu không nói gì, kích thứ hai một lần nữa vọt tới. Lần này Sở Du không dám đỡ đòn, kiếm của nàng không phải là loại vũ khí hạng nặng. Đại đao của Thẩm Hữu lại hết sức thô bạo, cộng thêm giao chiến ở trên ngựa, vũ khí dài vốn có ưu thế hơn nhiều. Sở Du vốn cũng không muốn dây dưa với Thẩm Hữu, nàng vừa né vừa tránh thế tiến công của Thẩm Hữu, vừa nói: "Thẩm Hữu, ngươi thật sự muốn hiếu chung với cẩu tặc như Triệu Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết lương tâm khó an sao?" "Bệ hạ cứu ta trong cảnh nước sôi lửa bỏng." Giọng nói Thẩm Hữu bình tĩnh. "Ta đến đáp bệ hạ thì có gì sai? Vì ân tình của một người mà không để ý người trong thiên hạ, đây chính là đúng." Thẩm Hữu không lên tiếng, đau của hắn ta có chút nóng này. Trên trán Sở Du bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thẩm Hữu vốn cũng không phải là hạng người hời hợt. Nếu nàng đánh nhau một đối một thì có lẽ còn có mấy phần thắng. Nhưng vừa rồi nàng đã đánh một đợt, đã sớm có chút kiệt sức. Vệ Uẩn ở trên lẳng lặng nhìn, đột nhiên quay đầu. "Mời Lực phu nhân tới đây." "Đang trên đường tới." Vệ hạ có chút do dự. Hắn ta nhìn thoáng qua chiến trường, mím môi nói: "Vương gia, đại phu nhân." Lời còn chưa dứt đã thấy Vệ Uẩn đứng dậy, đi về phía dưới thành lâu. Chàng phân phó nói: "Bây giờ." Vệ hạ đã sớm chờ câu nói này. Vệ Uẩn vừa nói, vệ hạ lập tức nói: bây giờ nhanh gọi đại phu nhân quay về." Vương Lam ngồi trong xe ngựa, nhìn xe ngựa lắc lư, trong lòng nàng ấy có chút do dự. Vương gia nói, lần này khuyên Thẩm đại nhân đầu hàng, còn xin người cần phải tận tâm. Nhưng người cũng tuyệt đối đừng để bản thân chịu uất ức, cũng chỉ tùy tiện nói một chút, người cố gắng là được rồi. Vương Lam không lên tiếng, nàng ấy nhìn cửa thành nguy nga càng ngày càng gần, trái tim càng đập nhanh. Nàng chưa bao giờ tới gần chiến trường đến vậy. Nàng không khỏi nắm màn xe, khó nhọc nói: "Ta cố gắng hết sức thử xem sao." Sau khi im lặng một lát, Vương Lam không nhịn được mà lại nói: "Nếu như không khuyên được thì sao?" "Không khuyên được?" Vệ Thiển nhíu mày, chậm rãi nói: "Có lẽ là giết, dù sao Thẩm Hữu cũng là một nhân tài. Nếu không thể sử dụng vì vương gia thì vẫn phải nhổ cỏ nhổ tận gốc mới tốt." Vương Lam ngẩn người, trong đầu nàng ấy bỗng nhiên xẹt qua khoảnh khắc một tháng trước, hắn ta đưa nàng ra khỏi thành, vén màn lên. Nàng ấy cảm thấy lòng mình chìm vào trong nước, nước nhấn chìm mất trái tim nàng,
khiến nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Mà trên chiến trường, Sở Dư bỗng nhiên nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên. Nàng vội vàng rút lui về phía sau, đã là tư thế chạy trốn. Nhưng mà máu tươi của mấy đại tướng vừa rồi ở trên người nàng vẫn chưa khô. Nếu Thẩm Hữu để nàng đi như vậy thì sợ là không tiện khai báo. Thế là Thẩm Hữu cưỡi ngựa đuổi theo, Sở Dư nhanh chóng chạy về phía cửa thành. Thẩm Hữu đuổi theo không bỏ, Ngụy Thanh Bình và Tần Hơi Nguyệt sốt ruột tiến lên đón. Trong triệu quân lập tức có hai vị tướng vọt ra, dây dưa với hai người Ngụy Thanh Bình và Tần Thời Nguyệt. Lúc tiếng trống trận bỗng nhiên rền vang, cửa thành mở rộng, theo tiếng hô giết, tuấn mã đỏ thẫm chờ tướng quân một thân khôi giáp màu bạc, ngân thường tua đỏ mang binh xông ra. Tiếng trống quân của triệu quân vang lên theo, hai quân đều do tướng lĩnh dẫn đầu phóng về phía đối phương. Mà trên chiến trường giữa hai quân, ngay vào lúc Thẩm Hữu sắp đuổi kịp Sở Dư, hắn ta dứt khoát mạnh mẽ vọt lên, vứt bỏ ngựa mà phóng đi, xách đao từ trên trời rơi xuống. Ngựa sợ hãi kêu lên, Sở Dư bị ép xoay người lăn một vòng trên mặt đất. Đao thứ hai đuổi theo đến, cũng chính vào giờ khắc này, thường tua đỏ phá không mà đến, mà theo ý lệnh âm u làm cho Thẩm Hữu vội vàng lùi lại. Sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt Sở Dư, cắm xuống đất ba phân. Cũng chính là vào khoảnh khắc trì trệ này, thanh niên áo trắng mặc giáp bạc cực nhanh mà đến trước người Thẩm Hữu, một tay rút thương, thương pháp như nước chảy mấy trôi mà ép về phía Thẩm Hữu. Thẩm Hữu bị ép liên tục lùi lại, tốc độ của đối phương vừa nhanh, sức lực lại tàn nhẫn. Thẩm Hữu nỗ lực ngăn cản, cảm thấy gần như không thể thở nổi. 29 năm trước, mẫu thần người bị bắt. Giọng nói về uẩn bình thản, giống như trận chiến đấu ác liệt này không ảnh hưởng đến chàng chút nào. Ở Bắc Địch chịu hết sự lăng nhục, tiếp theo đó là có thai, sinh ra ngươi. Cầm miệng. Vẻ mặt Thẩm Hữu khẽ động, đao pháp không khỏi trở nên sắc bén hơn mấy phần. Vệ Uẩn nghiêng người, tránh khỏi thế tiến công của hắn ta. Chàng tiếp tục nói, lúc ngươi 10 tuổi, ngươi và mẫu thân ngươi gặp giặc núi trên đường, là Triệu Nguyệt cứu ngươi, cũng cứu được mẫu thân ngươi. Vì báo đáp hắn, ngươi dựa theo lời của hắn mà đến bên cạnh Diêu Dũng, trở thành tử sĩ. Khi đó ngươi muốn cái gì, ngươi còn nhớ không? Thẩm Hữu không lên tiếng, đại đao hung hăng đánh xuống. Trường thương của Vệ Uẩn cuốn lên đao của Thẩm Hữu, sau đó mạnh mẽ đè xuống. Chàng dương mắt nhìn hắn ta. Năm đó Triệu Nguyệt từng hứa với ngươi sẽ có đại sở thịnh thế, Bắc Địch không xâm phạm nữa. Đánh thì đánh, ngươi từ đâu mà nói nhảm nhiều như vậy? Thẩm Hữu thở hổn hển, rõ ràng là có chút nóng này. Vẻ mặt Vệ Uẩn bình tĩnh, cho hắn ta đá tới. Chàng vừa tránh vừa nói tiếp. Nửa đời này ngươi đều vì thế mà cố gắng, nhưng năm đó ở Bạch Đế Cốc, ngươi vì Triệu Nguyệt mà truyền sai tin tức, hại chết 70.000 tướng quân, khiến lãnh thổ đại sở rơi vào tay giặc, Hoa Kinh suýt chút nữa bị san bằng. Thẩm Hữu, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Cầm miệng. Ngươi hao phí nửa đời muốn cầu thiên hạ thái bình, kết quả lại là ngươi một tay đẩy đại sở vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhìn non sông đại sở rơi rụng, bách tính trôi giạt khắp nơi, nữ tử nhận hết mọi áp bức lăng nhục giống như mẫu thân ngươi, mà chủ tử của ngươi là Triệu Nguyệt thì đăng cơ như ước nguyện, ngươi chắc chắn cũng không hối hận nhỉ? Ta không có. Thẩm Hữu cắn răng nói. Tin tức đó ta không cố ý truyền sai. Bây giờ ngươi vẫn tin là Bắc Địch lừa ngươi? Vệ Uẩn cười trào phúng mở miệng. Vậy Bắc Địch làm thế nào mà biết được ngươi là gia tế? Bắc Địch làm sao đoán được thế cục? Bây giờ ta sao lại phản? Vì sao thiên hạ phản? Ngươi còn muốn lừa gạt bản thân ngươi sao? Quân chủ mà ngươi thành tâm cống hiến sức lực, vì hoàng vị mà không tiếc liên thủ với người Bắc Địch năm đó, đã làm nhục mẫu thân ngươi, mượn tay ngươi giết tướng sĩ đại sở ta, hại bách tính đại sở ta. Thẩm Hữu, ngươi có tội. Ngươi thấy thẹn với 70.000 hồn thiêng kia, thẹn với vệ gia ta, thẹn với đại sở, cũng thẹn với bản thân ngươi. Thẩm Hữu không nói lời nào, hắn ta cắn răng tiến công về phía Vệ Uẩn. Nhưng mà bây giờ hắn ta đã sớm là thế suy sức yếu. Vệ Uẩn bỗng nhiên đạp một cước tới, hùng hằng đạp Thẩm Hữu bay đi. Bên cạnh là tiếng binh sĩ giao chiến. Thẩm Hữu xoay người một lần nữa phóng về phía Vệ Uẩn. Vệ Uẩn bình tĩnh nói, ta nói sai sao? Ngươi dùng hơn nửa đời người để phá hủy đại sở, vui không? Càng buồn cười hơn chính là. Vệ Uẩn nắm lấy tóc của Thẩm Hữu, hung hăng đập cả người hắn ta xuống đất. Chàng đè lấy hắn ta bình tĩnh nói, năm đó Triệu Nguyệt cứu ngươi cũng là giả, những tên giặc núi kia vốn chính là người của hắn. Nghe thấy lời này, Thẩm Hữu chậm rãi mở to hai mắt. Không thể nào. Thẩm Hữu không biết lấy sức lực từ nơi nào, hắn ta cầm đao của mình bỗng nhiên chém tới, gào thét lên tiếng. Không thể nào, không thể nào. Bây giờ hắn ta 28 tuổi, ước mơ lớn nhất đã từng của hắn chính là khiến đại sở tránh khỏi chiến tranh. Cũng không còn có người giống như mẫu thân hắn ta xuất hiện nữa. Xong là hắn ta tự tay chôn vùi quân đội tinh nhuệ nhất của đại sở.
Cũng là hắn ta một tay đẩy Đại Sở vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn ta đi trên con đường đó chỉ có thể nói với chính mình rằng hắn ta là vì báo ơn, là vì thành tâm cống hiến sức lực. Con người chỉ có trung nghĩa, hắn ta đã bất nghĩa bất nhân, vậy thì ít nhất nên là một trung thần. Nhưng hôm nay sao có thể nói cho hắn ta biết là mọi thứ đều là giả chứ? Cái gọi là ân tình là giả, tất cả những gì treo chống hắn ta đều là giả. Hắn ta mang theo đại đao vùng vẫy đến mức uy thế hừng hực. Trường thương của Vệ Uẩn xẹt qua thân thể hắn ta mà hắn ta cũng không hề hay biết. Hắn ta bị Vệ Uẩn đá văng, hắn ta lại đứng lên, bị nện xuống đất, lại đứng lên. Mắt của hắn ta bị máu làm cho mơ hồ, xung quanh dần dần trở nên mờ ảo không rõ. Nhưng hắn ta vẫn đứng lên hết lần này đến lần khác, khàn giọng lên tiếng. Không thể nào. Lại một lần nữa bị đạp lăn đi, hắn ta nôn ra một ngụm máu, nhưng vẫn chống đỡ chính mình, lại đứng lên khó nhọc nói. Không thể nào. Xung quanh đều là tiếng la giết, hết người này đến người khác ngã xuống. Hắn ta cảm thấy trên người mình có cái gì đó đang xói mòn. Nhưng hắn ta phải đứng lên, hắn ta phải chống đỡ. Thẩm Hữu, giọng nói Vệ Uẩn bình thản. Người làm sai, không biết hối cải thì thôi, còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Nói xong, chàng nâng trường thương lên, chỉ vào ngực Thẩm Hữu. Đầu hàng đi. Thẩm Hữu mở mắt ra, máu tươi dính vào mắt hắn ta. Hắn ta gian nan cười ra tiếng. Ngài giết ta đi. Vẻ mặt Vệ Uẩn bình tĩnh, trường thương của chàng lẳng lặng chỉ vào hắn ta. Một lòng muốn chết, ta sẽ không đầu hàng. Thẩm Hữu khẽ ho ra máu, trên người hắn ta đều là vết thương, rõ ràng là không xách được đao nữa. Hắn ta thở hổn hển, rũ mắt xuống. Vệ Uẩn mím môi, cuối cùng vẫn nương trường thương lên. Nhưng cũng chính vào một khắc này, tiếng kêu sợ hãi của nữ tử vang lên. Thẩm Hữu. Thẩm Hữu bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy nữ tử mặc trường sa màu vàng nhạt ở nơi xa. Nàng ấy ở trên chiến trường vô cùng chói mắt, như một đóa hoa yêu kiều rơi trên lưỡi dao lạnh lẽo. Xung quanh đều là lưỡi mác ngựa sắt, chỉ có nàng ấy là tay không tấc sắt, nhưng vẫn băng băng đi về phía hắn ta. Nàng ấy dường như vô cùng sốt ruột, nhấc váy liều lĩnh xông về phía hắn ta. Thẩm Hữu trợn to mắt, trước tiên là kịp phản ứng lại. Hắn ta nhấc đao lên, xông về phía Vương Lang. Sao nàng ấy lại đến? Sao nàng ấy có thể đến chứ? Chiến trường này là chỗ nào, nguy hiểm cỡ nào, nàng ấy không biết sao? Trong lòng Thẩm Hữu lo lắng, hắn ta vừa chém giết binh sĩ bên cạnh, vừa chạy về phía Vương Lam. Đời này Vương Lam chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Xung quanh đều là máu, tất cả đều là thi thể. Lúc nào đao kiếm cũng có thể rơi xuống. Nhưng chính bởi vì như thế cho nên lúc nàng ấy nhìn thấy người vết thương chồng chất kia, nàng ấy liền sinh ra dũng khí lớn lao, chạy vội về phía hắn ta. Trong một mảnh rối loạn, thì vệ đi theo sau lưng Vương Nam cũng khó tránh khỏi việc bảo vệ không chu toàn. Mắt thấy đao rơi xuống từ sau lưng Vương Nam, trong lòng Thẩm Hữu cuống lên, bỗng nhiên nhào tới thay nàng ấy chặn một đao kia. Máu tươi rơi xuống đầy mắt Vương Lam. Thẩm Hữu bắt lấy đầu vai nàng ấy, chống đỡ chính mình, cắn răng nói, ta đưa nàng về. Vừa dứt lời, trường thương của Vệ Uẩn từ phía sau hắn thỏ qua. Thẩm Hữu khó khăn nghiêng người sang, liền bị đạp một cái trên mặt đất. Mắt thấy mũi thương bạc đâm thẳng đến, Vương Lam lại bỗng nhiên ngăn lại trước người Thẩm Hữu. Vệ Uẩn dừng động tác lại, chàng nhíu mày. Lục Tẩu, đừng giết hắn. Giọng nói Vương Lam run rẩy, nàng ấy ngậm nước mắt, khàn khàn nói. Tiểu Thất, đừng giết hắn. Vẻ mặt Vệ Uẩn bình tĩnh, chàng rũ mắt xuống. Lục Tẩu, hắn là tội nhân. Có tội gì mà không thể chuộc lại chứ? Nếu hắn có lòng giết người, vậy thì ta đền mạng cho hắn. Nhưng hắn vốn chỉ là con cờ, có tội tay trời hơn nữa. Hắn dùng cả đời từ từ trả không được sao? Dù cho hắn không trả nổi, ta cũng thay hắn trả, để giữ lại cho hắn một mạng. Lục Tẩu, Vệ Uẩn nâng cao giọng, tránh ra. Vương Nam không lên tiếng, nàng ấy ngăn ở trước người Thẩm Hữu, thân thể run rẩy nhưng không lùi nhường lấy một bước. Nữ tử mềm yếu trước sau như một này, vào giờ khắc này dường như đã bạo phát ra sức lực vượt qua bản thân nàng ấy quá nhiều. Nàng ấy đối mặt với lưỡi đao của Vệ Uẩn, giọng nói run rẩy. Nếu như đệ khăng khăng giết hắn, vậy hãy giết ta trước. Lục phu nhân, Thẩm Hữu khàn giọng lên tiếng. Nàng tránh, chàng câm miệng. Vương Lam bỗng nhiên cất giọng, nàng ấy đưa lưng về phía hắn ta, khàn giọng nói. Trông giữ ở cửa vệ phủ 5 năm, tại sao lại không trông nữa? Hàng năm đều đến, hàng năm đều giữ. Nước mắt Vương Lam lăn xuống. Nói đến là đến, nói đi là đi, sao lại có người như chàng? Lục phu nhân, Thẩm Hữu siết chặt nắm đấm. Thẩm Mỗ là tội nhân. Là tội nhân thì chuộc tội. Vương Lam quay đầu nhìn hắn ta, cắn răng nói.
Một khi chết đi, chàng cho rằng sẽ có người tha thứ cho chàng sao? Thẩm Hữu, chàng sống sót, lấy cả đời đền bù cho ta, đền bù cho những người đã chết kia, lúc đó mới có giá trị. Chàng chết rồi, chúng ta lấy một cỗ thi thể để làm gì? Chàng sợ nhận lỗi như thế sao? Nước mắt nàng ấy chảy cuồn cuộn. Chết còn không sợ, sợ nhận lỗi, sợ chuộc tội, sợ thừa nhận một câu chàng sai rồi đến vậy sao? Nếu chàng sợ, vậy chàng cũng sống cho ta, ta giúp chàng chuộc tội, ta đi chết thay chàng, được chứ? Thẩm Hữu không lên tiếng. Vương Lam nghiêng đầu đi, nàng ấy nâng tay áo dập đầu, khàn giọng nói: Vương gia, Vương Lam nguyện chết thay Thẩm tướng quân. Lục Tẩu, đừng làm chuyện hoang đường nữa. Ta không hoang đường. Vương Lam ngẩng đầu lên, nàng ấy nhìn Vệ Uẩn. Ta đã mềm yếu hồ đồ cả một đời, không có bất kỳ khoảnh khắc nào mà ta tỉnh táo hơn giờ khắc này. Thẩm Hữu ở sau lưng nàng ấy khẽ run lên, hắn ta nhận ra một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt hắn ta. Nàng ấy kéo hắn ta, lạnh giọng: Quỳ xuống. Lông mi của Thẩm Hữu khẽ run lên, Vương Lam dương mắt nhìn hắn ta. Chàng thật sự muốn ép ta chết sao? Nàng ấy chưa từng cứng rắn như vậy, nàng ấy đứng lên, cố sức nâng thân thể của Thẩm Hữu, đá một cước vào đùi hắn ta, ép hắn ta quỳ gối trước mặt Vệ Uẩn. Thẩm Hữu cúi đầu không nói gì, Vương Lam bỗng nhiên cướp lấy kiếm từ trong tay Vệ Thiển đang ở phía sau, chống lên cổ mình. Thẩm Hữu! Vương Lam dưng dưng nhìn hắn ta. Chàng đầu hàng, ta gả cho chàng. Chàng không đầu hàng, ta chết hay chàng? Đầu hàng hay không? Nghe thấy lời này, Thẩm Hữu nhắm mắt lại. Trong đầu hắn ta hiện lên vô số hình ảnh, hắn ta dường như đã đi con đường đời rất dài. Thế nhưng một bước sai, từng bước sai, thái bình thịnh thế mà hắn ta muốn, hắn ta tự tay chôn vùi. Trung quân báo ân mà hắn ta muốn lại là do người khác mưu kế tỉ mỉ. Cả đời này, cái gì là thật đây? Hắn ta nhớ tới một đôi mắt ngậm nước sau hòn núi giả kia. Đó là lần đầu tiên hắn ta nhận thức được sự xinh đẹp của đóa hoa yêu kiều ở nơi phương Nam. Hắn ta cười nhẹ ra tiếng, một lát sau lại nghe thấy nữ tử hỏi: Thẩm Hữu, ta hỏi chàng một lần cuối cùng, đầu hàng? Ta đầu hàng. Nói còn chưa dứt lời, nam nhân đã mở miệng cắt ngang lời nàng ấy. Vương Lam hơi sững sờ, Thẩm Hữu mở mắt ra, trong mắt chứa ánh nước, hắn ta cúi đầu quỳ gối, khàn giọng lên tiếng: Tả tiên phong Thẩm Hữu, nguyện đầu hàng. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 130. Tiếng nói này của Thẩm Hữu rất lớn, binh sĩ bên cạnh ngẩn người. Sau đó một giọng nói vang lên: Thẩm tướng quân, ta đi theo ngươi. Theo một tiếng hô to này, tiếp theo đó nghe thấy Thẩm Hữu hô to lên tiếng: Quân cánh trái nghe lệnh, theo ta vào thành. Vừa dứt lời, Thẩm Hữu đứng dậy, chở mình lên ngựa, phóng về phía cửa thành. Sau khi binh sĩ lên trận do dự một chút thì có người lục tục đi theo Thẩm Hữu. Tình hình nhất thời bắt đầu hỗn loạn. Nguyên soái Lý Chiêu ở phía sau giống to thành tiếng: Quân chạy nên chém, quân chạy nên chém. Nhưng mà lúc này trận chiến đã hoàn toàn loạn rồi. Ngược lại là sĩ khí của vệ quân dâng cao, tiếng chống trận vang lên như sấm. Vệ Uẩn trở mình lên ngựa, dẫn binh sĩ đi nghênh chiến truy kích. Hai bên giao nhau, một bên sĩ khí đã tàn, liên tục lui ra phía sau, một bên thì thanh thế như cầu vồng. Lý Chiêu ngồi trên lưng ngựa, cắn răng nói: Tên cẩu tặc Thẩm Hữu kia, làm hỏng việc lớn của lão phu. Phó tướng bên cạnh vừa ngăn cản trận tiến công này, vừa nói với Lý Chiêu: Tướng quân, bây giờ đã loạn rồi, rút lui trước đã. Hai quân giao chiến, cuối cùng chính là sĩ khí. Lòng người không đủ, chỉ cần bắt đầu toán loạn, dù có binh lực hơn đi chăng nữa thì cũng sẽ bị chia rẽ. Bây giờ Thẩm Hữu đã đầu hàng, hắn ta mang theo thân binh của mình rời khỏi chiến trường. Binh sĩ bỏ chạy liền nhiều hơn. Cho dù bây giờ ông ta mang theo 20 vạn đại quân, gấp mấy lần Vệ Uẩn, nhưng trận chiến này Lý Chiêu cũng không dám tấn công cứng rắn. Lý Chiêu cắn răng, rốt cuộc đưa tay ra hiệu mà theo binh sĩ rút lui trở về. Vệ Uẩn không đuổi theo nữa, bây giờ trong thành đã có 5 vạn lính phòng giữ. Lý Chiêu mang theo 20 vạn quân, chàng chỉ cần giữ được thành là đủ rồi. Giống như giao ước của chàng và Cố Sở Sinh, ngoại trừ việc lấy Thanh Châu của Diều Dũng, tất cả mọi trận chiến có thể không đánh thì không đánh. Bây giờ Triệu Nguyệt tấn công cho người trong thiên hạ nhìn trận chiến đầu tiên, có thể thắng trận này đã là đủ rồi. Nhìn binh sĩ rút lui ở phía xa xa, Vệ Uẩn thở phào một cái. Sở Dù mang theo kiếm đi đến bên cạnh chàng, cười cười nói: Thắng rồi. Vệ Uẩn cười theo nàng, sau khi đánh giá nàng một lát thì khen ngợi: Kiếm pháp rất đẹp. Binh sĩ bắt đầu thu dọn chiến trường, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Sở Dù và Vệ Uẩn cùng nhau trở về. Lúc về đến phủ thì đã bận bịu vô cùng, khắp nơi đều là người bị thương. Ngụy Thành Bình đã mang theo đại phu đi xem bệnh.
Sau khi Sở Du và Vệ Uẩn tắm rửa thay quần áo xong thì đến phòng của Thẩm Hữu. Thẩm Hữu nằm trên giường, miệng vết thương của hắn ta được xử lý hoàn tất, giống như là đã ngủ thiếp đi rồi, hơi thở nặng nề kéo dài. Vương Lam ngồi một bên vẫn còn có chút ngu ngơ. Sở Du và Vệ Uẩn đi vào, nàng ấy vẫn còn ngây ngốc. Vệ Uẩn đi đến trước mặt Vương Lam, chàng hơi lo lắng nói: "Lục tổ." Vương Lam bỗng chốc lấy lại tinh thần, đứng lên hành lễ với Vệ Uẩn. Sở Du tiến lên đỡ nàng ấy, sau khi đánh giá một lát thì có chút lo lắng nói: "Không bị thương chứ?" Vương Lam lắc đầu, Sở Du đỡ nàng ấy ngồi xuống, cười nói: "Chắc là cũng bị dọa sợ rồi." Vương Lam thở dài: "Quả thật là cũng bị dọa sợ rồi." Sở Du rót trà cho Vương Lam: "Tình hình của Thẩm tướng quân thế nào rồi?" "Mất quá nhiều máu nên ngất đi rồi, nhưng quận chúa nói không có việc gì lớn, bỏ tái yên tâm." Sở Du gật đầu. Vệ Uẩn đứng trước giường nhìn Thẩm Hữu một lát, sau khi xác nhận Thẩm Hữu không sao thì quay đầu nhìn về phía Vương Lam nói: "Lời tẩu tẩu nói trên chiến trường là thật?" Vương Lam ngẩn người, nàng ấy không lên tiếng. Vệ Uẩn nhíu mày: "Ta hy vọng tẩu tẩu khuyên đầu hàng, nhưng cũng không hy vọng tẩu tẩu lấy hạnh phúc cả đời mình ra để đổi." Lời còn chưa dứt, trong mắt Vương Lam đã tràn đầy nước mắt. Vệ Uẩn ngẩn người, Sở Du dịu dàng nói: "Vương gia đi nghỉ ngơi trước đi, ta ở bên cạnh A Lam." Vệ Uẩn im lặng một lát, rốt cuộc nói: "Là ta lỗ mãng, nếu ta có gì nói không đúng, mong lục tẩu thứ lỗi." Nói xong, Vệ Uẩn chắp tay hành lễ rồi rời đi trước. Sở Du người bên cạnh Vương Lam tự mình buông trà, nàng khẽ cười lên: "Thật ra ta không rõ, tỷ và A Thuần, một người hai người sao lại xoắn xuýt như vậy?" Vương Lam mím môi không nói, Sở Du nâng mắt nhìn nàng ấy: "Tỷ thích hắn chứ?" Vương Lam cũng không lên tiếng, Sở Du cầm tay nàng ấy dịu dàng lên tiếng: "Đến cùng là tỷ nghĩ như thế nào, nhiều ít gì cũng nói ngọn nguồn với ta chứ?" "Ta cũng không biết." Nước mắt của Vương Lam nhẹ nhàng không ngừng rơi xuống. "Muội hỏi ta, ta cũng không biết. Ta thích hắn là thật, nhưng cái chết năm đó của A Vinh ít nhiều có liên quan đến hắn. Nếu như hắn là người xấu, năm đó hắn chính là cố ý làm chuyện này. Như vậy còn tốt, ta liền dùng một kiếm đâm chết hắn là được rồi. Nhưng hắn lại là người không biết rõ tình hình, nhiều người như vậy chết đi, bao nhiêu năm đó, hắn làm sao mà sống tốt được?" Vương Lam nói, dùng lực cầm tay Sở Du: "Năm năm ta chưa từng gặp hắn một lần, không nói với hắn lấy một câu. Có đôi khi ta nghĩ ta đã làm sai điều gì. A Vinh đi rồi, người ta thích lại cứ như vậy. Đấy rốt cuộc là đang phạt ta hay là phạt hắn? Thích thì không thể thích, buông thì khó mà buông. Bây giờ ta thấy hắn suýt chút nữa chết trước mặt ta, ta cảm thấy mọi người cùng nhau chết đi thôi." "Vậy tỷ?" Sở Du sờ chén trà chậm rãi nói: "Bây giờ dự định thế nào đây?" "Có dự định gì chứ?" Vương Lam cười khổ: "Lời đã nói ra, gả thì gả thôi." Giọng nói Vương Lam dần dần bình tĩnh trở lại: "Gả rồi, có thể chết ít đi mấy người thì chết ít đi mấy người." "Tỷ gả đi rồi thì có vui không?" Lần này Vương Lam không lên tiếng. Sau một hồi, nàng ấy cười một cách khó khăn: "Ta đã không muốn nghĩ xem có vui hay không. Mạng của ta chính là như vậy." Nói xong, nàng ấy thấp giọng: "Chính là như vậy, tùy hắn đi, tùy ông trời đi." Sở Du không lên tiếng, nàng không có cách nào mở miệng được. Nàng không phải là người trong cuộc, không có cách nào nhìn thoáng, nhìn thấu được. Sau một hồi, nàng vỗ vỗ tay Vương Lam, dịu dàng nói: "Đi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Vương Lam đáp lời rồi đứng dậy trở về phòng mình. Mà trên giường, đôi mắt Thẩm Hữu giật giật, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Sở Du nghe ra sự thay đổi trong tiếng hít thở của Thẩm Hữu, nàng đứng dậy bình tĩnh nói: "Con người cả đời, hoặc là nhiều hoặc ít đều phạm sai lầm. Có người có thể quay đầu lại, có người thì không. Thẩm Hữu, lỗi của người không đến mức lấy cái chết để đền bù, cũng không đến mức không thể quay đầu." Nàng than nhẹ lên tiếng: "Nếu không có Triệu Nguyệt thì ngươi lại có lỗi gì?" Thẩm Hữu không lên tiếng, cổ họng hắn ta nghẹn ngào. Sở Du buông chén trà xuống, để lại một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt," rồi đi ra hành lang. Dài đến hành lang, chuyển qua chỗ rẽ, Sở Du vừa về phòng thì thấy Vệ Uẩn đang phê văn thư đợi nàng. Bây giờ không ở Bạch Lĩnh, Vệ Uẩn sắp xếp thân binh trong phòng, không cần kiêng kỵ Liễu Thuyết Dương, Vệ Uẩn giống như đã thành thân, trực tiếp ở lại chỗ của Sở Du. Lúc Sở Du vào phòng, Vệ Uẩn đang xem tin tức mà các nơi khác gửi tới. Nghe thấy Sở Du đi vào, chàng bình tĩnh nói: "Bây giờ Bắc Địch lại có hành động khác thường,
ta sợ dồn ép Triệu Nguyệt đến nóng này, hắn sẽ đi liên thủ với hai huynh đệ Tô gia kia. Nói xong trắng ngẩng đầu lên, vẫy tay với Sở Du. Tới đây ta ôm một lúc. Sở Du cười đi đến trước người, Vệ Uẩn dùng một tay ôm nàng, cùng nàng xem văn thư. Chàng thấp giọng nói, Lục Tẩu nghĩ như thế nào, ta không hiểu rõ lắm. Dù sao thì năm đó tin tức cũng là do Thẩm Hữu truyền đi. Vệ Uẩn khẽ thở dài. Thẩm Hữu ở vị trí của bản thân đã làm đến mức tốt nhất mà hắn có thể làm. Là Triệu Nguyệt bán hắn, tội lỗi của hắn vốn cũng không quá mức. Cho dù có tội thì tất cả hành động cử chỉ của hắn trong 5 năm này cũng đã đủ rồi. Chàng ngược lại thật rộng lòng. Ta không giận cá chém thớt. Giọng nói Vệ Uẩn bình thản. Quan có đầu nợ có chủ, mặc dù trong lòng ta cũng không thích, nhưng ta không thể dựa vào việc thích hay ghét để làm việc. Tuy Thẩm Hữu thất trách, nhưng cuối cùng cũng là bị người ta hại. Hắn ta vốn có lòng đền ơn nước, một thân dốc sức đến nay, lại bị người ta mưu hại, tràn ngập khát vọng trở nên vô ích, ngược lại trở thành tội nhân. Áy náy nhiều năm như vậy, ta buông được. Có điều con người vốn không giống nhau. Vệ Uẩn đặt cằm trên người Sở Du, bình tĩnh nói. Cũng không bắt buộc, Lục Tẩu không buông được. Hôn sự này, ta lại nói chuyện với Thẩm Hữu một chút vậy. Sở Du gật đầu cũng không nhiều lời nữa. Bây giờ thắng trận mở đầu rồi, tin tức nhanh chóng truyền đến các nơi. Triệu Nguyệt nhận được tin tức, xem chiến báo, vẻ mặt hắn ta u ám. Thẩm Hữu đầu hàng. Hắn ta siết quả đấm. Trẫm đối với hắn như thế, hắn đối với trẫm như vậy. Bệ hạ. Giọng nói Tạ Thượng Thư bình thản. Bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện Thẩm Hữu đầu hàng hay không, mà là nên nghĩ bước tiếp theo làm thế nào. Bây giờ trận chiến đầu tiên đã thua, không bắt được Vệ Uẩn, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ nhau nhau học theo, lại có thể làm thế nào? Lời này Triệu Nguyệt hỏi trong lòng. Cố Sở Sinh ở bên cạnh khép hai tay trong áo, lặng lặng nghe. Triệu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Cố Sở Sinh, giọng nói lạnh lùng. Cố Ái Khanh thấy thế nào? Cố Sở Sinh nghe thấy câu hỏi thì dương mắt nói. Bây giờ đánh Vệ Uẩn còn có ý nghĩa gì không? Triệu Nguyệt hiểu rõ ý của Cố Sở Sinh, giọng nói hắn ta lạnh lùng. Nói tiếp. Thiên hạ chỉ nhìn trận chiến đầu tiên, trận đầu đã thua, sĩ khí trong thiên hạ đại chấn. Cho dù sau này thắng thì mọi người cũng biết là triều đình sẽ thua. Bây giờ gần trăm núi phát động, tuy bệ hạ có đại quân nhưng khó mà bình định được cục diện trăm vương này. Nói hết đi, ít nói nhả. Tạ Thượng Thư gầm thét lên tiếng. Bây giờ cục diện bất lợi, còn cần ngươi nói. Cho nên. Giọng nói Cố Sở Sinh bình thản. So với việc đánh thì chỉ bằng lui giữ tự vệ trước. Bây giờ trong tay bệ hạ nắm trọng binh, chư hầu không dám tới xâm phạm. Lúc này triều đình sẽ không cho tiền tuyến một đồng nào. Lương thảo quân bị tất cả đều gánh vác. Có rất nhiều chỗ sản xuất lương thực, có nhiều chỗ binh sĩ hung hăng lại sản xuất ít lương thực. Một khi không có bạc, không cần chúng ta ra tay, tự có tranh chấp. Chúng ta cần gì cứng rắn đánh với bọn chúng chứ? Nghe thấy lời này, tất cả mọi người im lặng. Cố Sở Sinh đi đến trước bàn cát, bình tĩnh nói. Bây giờ chúng ta có binh, có lương. Nếu như đây là thời Xuân Thu chiến quốc, chúng ta chính là Đại Tần. Nếu như các chư hầu khác không có ý tung hoành ngang dọc, chúng ta châm ngòi khắp nơi, nghêu gò tranh nhau, ngư ống đắc lợi. Chờ thời cơ phù hợp, lại đánh tan từng nơi một. Ưu thế của cục diện đều ở chỗ bệ hạ, không biết chư vị có gì lo lắng. Ái Khanh nói đúng. Nghe thấy lời của Cố Sở Sinh, Triệu Nguyệt cao hứng trở lại. Tạ Thượng Thư có chút lo lắng nói. Nếu như bọn chúng hợp lại với nhau thì sao? Cố Sở Sinh cười khẽ. Tạ Thượng Thư cho rằng thuật tung hoành vì sao không được. Tạ Thượng Thư ngẩn người, thấy Cố Sở Sinh đưa tay chỉ vào vị trí tim mình. Lòng người. Ngàn năm trăng sáng không thay đổi, lòng người lại đổi thay. Tạ Thượng Thư lo nhiều rồi. Giọng nói Cố Sở Sinh bình thản, người ở đây đều yên lòng. Triệu Nguyệt đang muốn mở miệng khen ngợi lại cảm thấy mắt tối sầm lại. Trương Huy bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn ta, lo lắng nói. Bệ hạ, mau gọi thái y. Sự đau đớn bén nhọn chỉ thoáng qua một cái, trước mắt Triệu Nguyệt lại sáng lên. Cố Sở Sinh đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh. Bệ hạ quá mệt nhọc rồi. Triệu Nguyệt thở dài, hắn ta giơ tay lên, nắm chặt tay Cố Sở Sinh, chân thành nói. Sở Sinh, may mà người và Thẩm Hữu khác nhau. Cố Sở Sinh nâng mắt nhìn hắn ta. Bệ hạ nói không sai. Hắn lạnh nhạt lên tiếng. Ta và Thẩm Hữu khác nhau. Hắn và Thẩm Hữu cả đời đều không rõ mình đang làm gì kia, hoàn toàn khác nhau. Nói xong hắn rũ mắt xuống. Ta vẫn chờ bệ hạ đánh bại Vệ Uẩn, tứ hôn cho ta và đại phu nhân. Lời này dùng để trấn an Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt nghe thấy lời này,
Trong lòng vốn có mấy phần lo nghĩ lập tức buông xuống. Hắn ta vỗ vỗ tay Cố Sở Sinh, chân thành nói: "Đa tạ người, Sở Sinh." Lông mi Cố Sở Sinh khẽ run lên. Hắn thấp giọng mở miệng: "Bệ hạ không cần nói lời cảm ơn với ta, bởi vì đợi đến sau này, người sẽ không muốn cảm ơn." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập sao mới nhất và kết nối với mình qua fanpage và TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.